Đem máy gần cho các bác thấy nè. Tượng Phật này hình thù rất là đẹp luôn á. Thì thờ những mẹ ngũ hành nha cô bác anh chị. Cờ này nó kỳ kỳ ta, tại sao mà treo gốc cây? Mà lá cờ này tới 2 3 màu lắm. Nè, đây là cô bác anh chị. Ở đây lá cờ này có vấn đề gì tính không biết nữa anh chị. Giống như cái lá cờ này để trắng yếm gì cái nơi đây cô bác anh chị, trắng yếm cái cây này hay gì. Đây là để cái chữ rồi, để phong thần đại nè. Đây là cô bác anh chị. Đây là bên trên tính lia mái cho cô bác được thấy nè. Nó nhìn y ra như cái miệng ha. Ông hả họng ra vậy đó. Thì Quỳnh thấy là giống như cái con cóc nó ngồi nè. Nó ngồi nó đưa cái mỏ lên cô bác anh chị. Nó tựa tựa vậy đó. Thì mỗi người nó nhìn cái hình thù khác nhau nè. Tính là thấy giống như là cái con cóc luôn. Thì nó cái hình thù giống như là cái mai của con rùa nghe cô bác anh chị. Nó lằn 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 ngộ lắm. Giờ thì tính sẽ di chuyển vào bên nơi đây là tại huyện Tịnh Biên nè cô bác anh chị. Nơi đây là núi núi Bà Rắc. Hôm nay thì tính ghi hình và tham quan tại núi Bà Rắc nơi đây để chia sẻ cho cô bác được biết nè. Đây là tuyến đường dẫn vào bên trong núi nơi đây nè. Trước khi vô mà núi Bà Rắc thì phía trước này là có một cái ngôi chùa nghe cô bác anh chị. Đây nè. Dạ, lời nói đầu tiên tính miền Tây lễ phép kính chào toàn thể cô bác anh chị gần xa, trong nước và ngoài nước kính mến. Dạ, kính thưa cô bác thì hiện tại tính đang có mặt tại núi Bà Rắc nơi đây. Đây là cái tuyến đường dẫn lên núi Bà Rắc nè cô bác anh chị. Giờ thì tính sẽ di chuyển lên bên trên để ghi hình và chia sẻ cho cô bác anh chị được biết núi Bà Rắc nơi đây. Cái tuyến đường dẫn lên núi Bà Rắc đây thì có những cái bậc thang này rất là dễ đi luôn nè. Những cái bậc thang này thì tính thấy giống giống như là bên núi Bà Đội Ôm gì đó cô bác. Là những cái bậc thang này lên nó cũng thuận tiện cho bà cô bác người ta đi cúng bái nơi đây nè. Rất là dễ dàng luôn. Trên đây thì tính có thấy một cái tảng đá hình thù rất kỳ lạ nha cô bác anh chị. Thì bên trong đây thì cũng có những cái ly hương nè. Cô bác người ta cúng bái nè. Đây cái tảng đá tính lia mái cho cô bác được thấy nè. Còn bên trong đây là những cái ly hương. Giờ thì tính đã đến nơi cái tảng đá rất là to luôn nè cô bác anh chị. Tảng đá này hình thù ngộ ta. Nó dùng giống như một cái đường cong của bác anh chị nè. Cái đường cong nè tạo thành một cái, mình không biết nói sao luôn á. Rất kỳ lạ luôn nè. Từ ở dưới đây mà cô bác nhìn nè, nó đưa lên một cái đường cong. Bên đây thì cũng có thờ những cái ly hương để cô bác người ta cúng bái nè. Quá trời cái tảng đá này to cô bác ơi. Đúng rồi. Đây là cô bác anh chị. Đây là bên trên tính lia mái cho cô bác được thấy nè. Là ở đây là một cái tảng đá rất là to. Nó nằm kê lên bên trên và bên dưới đây nè. Nó nhìn y ra như cái miệng ha. Ông hả họng ra vậy đó. Cái bên trên là ông vừa ông cởi chiếc thiền vậy đó. Nơi đây là núi Bà Rắc nha cô bác anh chị, là thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nè. Tảng đá này hết biết bự luôn cha. Yeah.
Đây cô bác anh chị ơi, tính có phát hiện một cái chú gắn rất là ghê luôn kìa. Mẹ ơi, gắn gì mà thấy ghê quá đại ơi. Ừ, chậm chậm nhìn thấy ghê quá, dằn khè luôn, dằn ngánh luôn cô bác anh chị, giống như là cái viên gạch luôn á. Đây nè, tính ghi gần cho cô bác được thấy nè. Ừ, cái dãy này ngộ quá à. Nó không phải con gắn hổ ngựa mà kỳ lắm cô bác anh chị. Bò rất là chậm luôn nè. Đó. Cái mèn ghê quá. Từ ghê nó chui vô cô bác anh chị. Đây nó bò trong vách đá nè. Mà ghê vậy ta. Gắn gì không phải gắn hổ ngựa mà gắn gì. Tính gọi đèn pin cho cô bác thấy nè. Giờ thì tính sẽ di chuyển xuống bên dưới để tìm những nơi mà những cái điện để tính ghi hình cho cô bác được thấy nha. Mẹ ơi, có cái cây ngộ ta. Cái cây này giống như là nè cô bác thấy nè. Cái cây này nó hoằng ngoèo nhìn kỳ lạ luôn á. Trên đây thì cô bác người ta đổ cái đường này nè. Đổ mà đan ở đây thì đi cũng là thuận tiện nha cô bác. Tổ mối rất là to luôn. Tổ mối hay tổ kiến đây không biết nữa. Bên trên đây thì những cái tảng đá rất là to nghe cô bác anh chị. Hình thù cũng là kỳ quái luôn á. Liên máy cho cô bác được thấy nè. Cô bác nhìn thấy cái tảng đá này nè. Nó to vậy á. Nó nằm dựng lên giống như là nằm lên cái gốc cây cô bác anh chị. Rất là kỳ lạ luôn nè. Nó tạo thành một cái đường này để cho cô bác ta đi ngang nè. Lên đây cúng bái nè. Nó, mẹ ơi, nhìn hình thù rất là ngộ luôn á. Nó cơi treo meo gì nè cô bác anh chị. Còn bên trên đó là gốc cây đó. Cái gốc cây nằm đây nè. Trên đây những cái tảng đá to lắm. Lần đầu tiên thì tính cũng đến nơi núi Bà Đắc nơi đây. Thì trải nghiệm để khám phá nơi đây để ghi hình chia sẻ cho cô bác được thấy nè. Còn ở đây thì có viết cái những cái chữ nè. Đoàn Phật tử cậu 159. Còn bên dưới đây nè cô bác anh chị. Ngày 29 tháng 4 2023 Quý Mão nè. Đây nè cô bác anh chị, cái tảng đá này nó kê với nhau tạo thành một cái giống như cái mái nhà á. Còn bên trong đây thì tính có thấy thờ cụ Nguyễn Trung Trực nè. Đây là những cái điện mà cô bác hành hương ta đến đây cúng bái nè. Đây là cái ly hương có để tấm hình của ông hổ nè. Thì hôm nay tính ghi hình ở đây để tìm hiểu và chia sẻ cho cô bác được thấy nè. Đây là cái tấm hình của cụ Nguyễn Trung Trực. Thì cũng còn vài ngày nữa cô bác anh chị là cũng đến ngày lễ của cụ Nguyễn Trung Trực là anh hùng dân tộc nha cô bác anh chị. Đây, tính gọi đèn vô mấy cái tảng đá này cho cô bác được thấy nè. Mấy tảng đá này có những cái lỗ lỗ. Giờ tính sẽ di chuyển lên bên đây để ghi hình cho cô bác được thấy nè. Bên trên đây thì có thờ, bàn thờ để là cụ Quyền Thất Tổ nè. Mèn ơi, cái tảng đá này rất là kỳ lạ nghe cô bác anh chị. Đây tính xin lia máy cho cô bác được thấy nè. Nó chỉ gá hơi thì nó không có dính. Nó cô bác anh chị, chỉ là gá có chút xíu gì nè cô bác anh chị ơi. Giống như là mình chỉ đụng nhẹ vào với nhau đó. Nó bên đó cũng vậy luôn cô bác anh chị. Mà nó tạo thành một cái máy. Cái máy giống như là tính đang đứng bên dưới đây là như cái nhà vậy cô bác anh chị. Hết biết luôn. Đúng là tảng đá này kỳ lạ luôn á. Những cái nơi mà núi non thì có những cái tảng đá hình thù rất là lạ nha cô bác anh chị. Thì không có riêng gì núi nào. Núi nào thì nó cũng có cái tảng đá khác lạ, khác nhau. Dạ kính thưa cô bác, thì giờ tính sẽ di chuyển qua nơi khác để ghi hình cho cô bác được thấy nè. Đây thì tính có thấy một cái tảng đá này. Thì nó cái hình thù giống như là cái mai của con rùa nghe cô bác anh chị.
nó lằn 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 ngộ lắm. Núi Bà Đốc ở đây thì cô bác anh chị cũng biết là nó không có dài như các núi khác, nhưng mà những cái tảng đá thì cũng đẹp lắm cô bác anh chị. Có những tảng đá to và những cái tảng đá hình thù như là con cá nè, hay là con rùa, hay là giống nhiều loại sinh vật luôn cô bác anh chị. Giờ tính sẽ tìm cái đường đi lên cô bác ơi. Nơi đây thì cũng còn rừng rậm nhiều lắm. Thì bên đây tính cũng có phát hiện một cái đường nè cô bác anh chị. Đâu chút xíu rồi mình đi lên bên trên đi đại. Rồi mình đi thử qua cái đường bên đây coi. Giờ mình Coi đi lên có trên trước đi không? coi có gì bên đây không. Tại vì mình đi khám phá mà. Nơi nào có những cái... Ơi đại ơi. Quỳnh thấy cái lá cờ này nó kỳ kỳ ta. Nhưng tại sao mà treo trên gốc cây? Mà lá cờ này tới hai ba màu lắm. Nha. Chắc Đây nè cô bác anh chị. cái chữ nó quay vô trong rồi. Ở đây lá cờ này có cái vấn đề gì tính không biết nữa cô anh chị. Khi không mà buộc trên cái gốc cây, mà đây là cái tảng đá rất là to luôn. Nó cô bác thấy nè. Quay nó chỉnh cho. Giống như cái lá cờ này để chắn yếm gì cái nơi đây cô bác anh chị, chắn yếm cái cây này hay gì. Đây là để cái chữ rồi đấy, phong thằng đại nè. Đây tính liên mái gần lại cho cô bác được thấy nè. Nó có để chữ rõ ràng luôn. Phong thằng đại. Ừ, nó. Còn trên đó chắc sắc lạnh quá. Đúng rồi, chắc vậy quá, hay là cái lá này lá lá bùa hay lá lá gì mình không hiểu đại ơi. Tại sao mà buộc dây ra cái gốc cây nè, cái này là cũng kỳ lạ nè. Thôi vậy mình đi di chuyển qua nơi khác đi. Không, mình đi lên trên tiếp. Đi lên bên trên đi. Con gì? Tảng đá này gì Đâu vậy? đâu để đâu để tính ghi hình coi. Cái tảng đá này ngộ ta. Như như đại nhìn ra là cái tảng đá này hình thù như cái Này giống như cái ông cóc hay gì, hình như là giống như cái ông giống như con cóc nó ngồi vậy sao nhìn đó. này giống Đâu để lại gần thứ coi đúng không, này giống như là hai cái lỗ tai của ông tượng á, phải hai không? Đâu để tính ghi hình coi. giống như cái lỗ tai của ông á. Còn Huynh thì Huynh thấy là giống như cái con cóc nó ngồi nè, nó ngồi nó đưa cái mỏ lên này cô bác anh chị, nó tựa tựa gì đó. Mình dầm thấy cái hai cái lỗ tai đó. Thì mỗi người nó nhìn cái hình thù khác nhau nè. Tính là thấy giống như là cái con cóc luôn á. Nó ngồi như chầm bẹp đây nè, nó đưa cái mỏ nè đấy. Ngay gan cái chỗ này là cái mỏ nhọn nhọn nè. Nó y chang luôn. Trên đây hình thù cũng ngộ ta. Mà trên đây đặc biệt một cái cô bác anh chị ơi. Nãy giờ bất kể tí tính đi ở ngoài hay là vô bên trong gì đó, mũi nó đeo dữ lắm luôn cô bác anh chị. Nó bay giống như là tính không tả được luôn đó. Trên đây sao mà mấy cái núi khác á, tính ghi hình của cô bác anh chị thì không có mà muỗi nhiều như nơi đây không. Nơi đây nè cô bác thấy nè, nó bay dèo dèo luôn nè. Hiện tại tính ghi hình mà nó bay dèo dèo ngang mặt của tính luôn cô bác anh chị. Ôi tảng đá này ngộ ha. Tảng đá này ngộ. Còn bên trong đây nè cô bác anh chị. Đây những cái tảng đá này cũng hình thù ngộ lắm. Giờ thì tính cũng đến cái điện nữa nghe cô bác anh chị. Đây thì cái đường này nè cô bác người ta cũng mới đổ đan ở đây thôi, để cho cô bác hành hương đến đây cũng thuận tiện nghe cô bác anh chị. Nó bên trên là một cái điện nữa cô bác. Núi Bà Đốc ở đây thì cô bác đi cũng ngắn thôi. Đi khoảng tầm một tiếng hơn tiếng là nó giáp cái núi nghe cô bác anh chị. Đây cái cây này cũng hình thù lạ nè cô bác anh chị. Nhìn nó bám vô cái tảng đá nè đấy. Ngộ ha. Hình thù rất là ngộ luôn á. Nó tính liêu máy cho cô bác được thấy nè. Nó bám nó ăn vào cái thằng cái đá này nè cô bác anh chị. Còn bên trong hình như có như phải cái hang không ta? Bên trong giống như một cái hốc của anh chị.
Thấy cái này nó giống như hồi xưa mà mình xây để mình bí ẩn bên trong để mình quýnh giặc đó đại. Ha, nó tự tự ha. Giống như là cái đường hầm bí ẩn gì đó. Đây cô bác anh chị, tính lia máy cho cô bác để thấy nè. Nhìn nhìn thấy gì đó, nó bít bụng hết trơn luôn cô bác. Ừ, không biết bên trong nó có gì không ta. Cái giếng nước. Đúng rồi. Bên trên đây là giếng nước. Mèn ơi, cái giếng nước này bỏ hoang lâu rồi đại ơi. Chắc tính nghĩ là cái nơi đây cũng cô bác hành hương đến đây cũng ít nè cô bác anh chị. Ừ. Mới sửa sang lại nè. Giờ thì tính đã đến điện Quyền Linh Cung nghe cô bác anh chị. Bên trên đây thì cũng thờ là ngũ hành nương nương nè. Đây cái tấm bảng này cô bác anh chị, cô bác nhìn thấy nè. Đây là nơi thờ những người mẹ như là mẹ ngũ hành nè. Bên trong vách đá này thì rất là to nghe cô bác. Giờ thì tính sẽ di chuyển qua nơi khác nha cô bác anh chị. Giờ nãy khi nãy thì tính đã cúng tại điện Linh Cung rồi. Giờ thì tính sẽ lên bên trên đây. Bên đây thì cũng có một cái điện để cô bác người ta cúng bái nè. Bên trong điện này là có một cái tảng đá rất là to nha cô bác anh chị. Đây, tính lia máy cho cô bác được thấy nè. Bên trong nơi cúng bái nè. Còn bên trên đây nè. Bên trên này vẫn là bên trên cũng có cái nơi cúng bái luôn nè cô bác anh chị. Hết biết cái tảng đá to rồi. Đây cô bác anh chị. Đây tính có phát hiện cái hang gió nè. À, tính cô không có hiểu cái từ hang gió là sao luôn cô bác anh chị. Đây là bên trong nè. Có cái đường đi xuống như bên dưới nữa nè. Đây là cái tấm bảng nè của anh chị viết trên đá nè, hang gió nè. Giờ thì tính sẽ di chuyển lên bên trên này của anh chị. Nơi bên trên đây thì cũng có thờ nè, thờ mẹ nè. Đây là toàn cảnh tính đứng bên trên tính lia máy xuống cho các bác được thấy nè. Hình như bên đó có đường đi nữa rồi đấy. Đây nè, đường đi này nè. Ừ, rồi mình lên tới bên trên coi. Bên trên này cũng có chỗ cúng bái nè cô bác anh chị. Tính sẽ di chuyển lên bên bên trên cái tảng đá bên trên này nè. Hình như là cái nơi đây là cái nơi cao nhất rồi cô bác anh chị ơi. Hình như nơi đây còn nơi nào nữa không đại? Hình như là trên đây là hết luôn ha. Vậy là tính hòa đại đây đã lên tới bên đỉnh rồi cô bác anh chị. Rồi tính liên mái chỉ cho cô bác được thấy nè. Bên đó đó. Bên đó là núi Bà Đôi Ôm hả đại? Núi két mà. Không két hả? Đó, một két. Không, cái vách sau này nè. Sao này? Ừ, cái vách này chỗ lấy đá nè, không biết núi gì nè. Đây là toàn cảnh bên trên tính liên mái xuống cho cô bác được thấy nè. Đó chắc núi Sam quá. Đúng rồi, núi Sam. Tại vì sau lưng của núi Bà Đôi Ôm á, nó có chỗ lấy đá. Còn xa xa cô bác thấy nè. Cái mỏ đó là mỏ ông két đó. Còn bên dưới đây là cái gì ta? Giống như một cái nghĩa trang vậy phải không? Nghĩa trang. Ừ, giống như nghĩa trang vậy đó. Đây là cái nghĩa trang nha cô bác anh chị.
Dưới đây thì có một cái điện cúng bái nè các bác anh chị. Tinh thấy rất kỳ lạ luôn, tại sao mà rất nhiều cái ly hương luôn cô bác. Đây để thấy đây ha. Bên Đây là trong đây gì? thì hình như bên trong đây có cái hang. Đây là cô bác anh chị để tính đếm coi. Rất nhiều cái ly hương luôn. 2 4 6 8 9 cái ly hương đây. Sao ngộ vậy ta? Cái này thờ cái gì tính không hiểu nha cô bác anh chị. Nên ta không có để cái chữ mình. Đây không có để chữ là điện gì luôn nên tính không có biết được. Này sao mà đẹp quá đây nha. Mẹ ơi. Đây cô bác anh chị tính lên máy gần cho cô bác thấy nè. Tượng Phật này hình thù rất là đẹp luôn á. Thì tính cũng có phát hiện một cái điện nha cô bác anh chị. Đây thì bên dưới cái tảng đá to này thì có những cái điện nghi cúng nè. Có những cái ly hương nè cô bác. Đó, bên trong đây nè. Dạ kính thưa cô bác, thì nãy giờ tính đã ghi hình toàn cảnh núi Bà Đắc nơi đây. Và lần đầu tiên tính đến đây để ghi hình và chia sẻ video này để gửi đến cho cô bác anh chị được biết về núi Bà Đắc nơi đây. Thì dùng bảy núi Thất Sơn huyền bí của tỉnh An Giang thì nơi nào thì cũng rất linh thiêng nha cô bác anh chị, không riêng gì núi Bà Đắc nơi đây. Núi nơi đây thì tuy rằng nó ngắn thôi cô bác anh chị, cô bác đi thì tầm khoảng một tiếng hơn tiếng ngoài là nó giáp những cái nơi cúng bái rồi. Thì giờ nãy giờ video của tính thì đến đây thì cũng hơi dài. Trước khi kết thúc video thì em không quên gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô bác anh chị gần xa, trong nước và ngoài nước kính mến. Và nếu có xem được video của em thì nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và đăng ký, thì em cũng thành thật cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.